Quý vị và các bạn thân mến, Cố cung Bắc Kinh hay còn được gọi là Tử Cấm Thành là cung điện của 24 triều vua từ giữa đời nhà Minh đến cuối đời nhà Thanh, được xây dựng vào năm thứ tư đời Minh Thành Tổ. Trong suốt 600 năm lịch sử, Cố cung đã mang theo nhiều thăng trầm và những bí mật phong phú trường tồn với thời gian. Có những bí mật về Tử Cấm Thành mà không phải ai cũng biết. Vào thế kỷ thứ 15, người Trung Quốc coi đất nước của họ là trung tâm của thế giới. Ở trung tâm của vị trí quyền lực này là cung điện hoàng đế Tử Cấm Thành. Những bức tường che giấu một thế giới cực kỳ giàu có, nơi những người phàm trần bị cấm bước chân vào trong 600 năm. Hiện địa danh này thu hút tới 20.000 du khách mỗi ngày, nhưng có một nơi chưa ai từng được bước chân vào. Trong một thời gian dài, Tử Cấm Thành vẫn là một bí ẩn về cách người Trung Quốc quản lý để xây dựng thành phố khổng lồ này. Khu phức hợp được lấp đầy bằng những phiến đá cẩm thạch nặng đặt trên đỉnh tháp với những tác phẩm điêu khắc phức tạp. Cái lớn nhất dài 16,8m và rộng 3m. Các nhà khoa học gần đây đã kết luận rằng những mảnh đá cẩm thạch cực kỳ nặng này có lẽ đã được vận chuyển trên những con đường băng. Bằng cách làm ngập những con đường trong mùa đông dài và lạnh lẽo với một lớp nước mỏng, những người xây dựng đã có thể vận chuyển những phiến đá cẩm thạch khổng lồ này với chỉ khoảng 50 nhân công. Cung điện lớn nhất thế giới. Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất trên thế giới. Sự tồn tại của nó được coi là một kiệt tác kiến trúc được hoàn thành vào năm 1420 sau Công Nguyên, cách đây hơn 600 năm. Để xây dựng được kiến trúc đồ sộ này đã phải huy động 230.000 nghệ nhân, hàng triệu công nhân và binh lính nhập cư. Xưa kia, hoàng đế tự xưng là thiên tử, tức là con trời. Các sách cổ thường gọi cung của thiên đế trên trời là tử cung, trong đó chữ tử, màu tím đồng âm khác nghĩa với con trời cũng là tử. Nơi ở của hoàng đế thì dân thường bị cấm không được vào, vậy nên nơi ở của hoàng đế được gọi là Tử Cấm Thành. Theo truyền thuyết, trong Tử Cấm Thành có 9.999,5 gian phòng. Bởi vì người xưa cho rằng chỉ có hoàng đế mới xứng với con số 10.000 và khống chế được vạn vật, do đó mới bị thiếu một nửa gian phòng. Đến nay, hai từ lãnh cung trong Tử Cấm Thành hiện vẫn chứa nhiều bí ẩn. Không một ai biết rõ thực chất lãnh cung nằm ở đâu trong Tử Cấm Thành. Chỉ biết rằng có nhiều tuyệt sắc mỹ nhân từng phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi lãnh cung. Trong các cung điện xa hoa của hoàng đế Trung Hoa, các phi tần sợ hãi nhất là lãnh cung, nơi giam cầm những ai phản bội. Khi một phi tần bị thất sủng và phạm tội tày đình thì họ thường bị giam ở lãnh cung. Thực tế, không có một gian phòng cố định nào trong Tử Cấm Thành ghi rõ là lãnh cung. Các hoàng đế Trung Hoa xưa kia có thể tùy ý tuyển chọn mỹ nữ, từ những người đẹp xuất thân quyền quý cao sang tới những thôn nữ dân dã tuyệt sắc nhân gian làm vợ. Nếu được vua sủng ái, các phi tần suốt đời được sống trong ngọc ngà nhung gấm. Nhưng khi bị bậc thiên tử thất sủng hay phạm điều cấm kỵ của hoàng cung cũng có nghĩa là họ sẽ phải sống trong lãnh cung suốt đời. Lãnh cung thực chất là một nơi không cố định, dùng làm nơi giam cầm những mỹ nữ mắc trọng tội với hoàng đế. Khi quân vương đã phật ý, các tội đồ thường không có sự lựa chọn nào khác. Các phi tần thường bị bỏ đói và chết dần chết mòn vì cô đơn, buồn tủi trong lãnh cung. Sau khi hoàng đế băng hà, các phi tần cung nữ cũng thường bị đẩy vào những cung cấm chỉ dành cho gái quả phụ như Tử Ninh Cung, Thọ An Cung hoặc Thọ Khang Cung. Nơi lãnh cung họ phải sống lặng lẽ, u uất, chán nản, tuyệt vọng, buồn tủi thê lương. Ngoài cung nữ, phi tần, lãnh cung còn là nơi giam cầm cả đàn ông và kết cục của họ cũng bi thảm như những người phụ nữ. Lục đầu bài hay thẻ bài xanh là gì? Có 4 loại thẻ xanh được dùng trong hoàng cung. Thứ nhất, những người muốn diện kiến vua đều phải có một tấm thẻ viết tên, họ, lý lịch vắn tắt giống như một tấm chứng minh thư bây giờ. Những thẻ bài này đều có mảnh sơn xanh lá cây ở đầu thẻ nên được gọi là thẻ xanh. Thứ hai, nhà Thanh kế thừa nhiều quy chế từ nhà Minh, trong đó có quy định các quan chức có trường hợp khẩn cấp hoặc việc cần báo cáo chi tiết thì họ sẽ viết tóm tắt lên các cuộn gỗ màu xanh lá cây. Sau đó những cuộn báo cáo này sẽ được chuyển qua 6 bộ lục tào của triều đình để trình lên cho hoàng đế. Cuộn hay mảnh gỗ xanh này cũng được gọi là lục đầu bài. Thứ ba, nếu hay xem phim cổ trang Trung Quốc, các bạn có lẽ đã từng thấy cảnh vua hay bị các vị quan có quyền ném một thẻ gỗ ra lệnh xử tội ai đó. Đây là loại thẻ cũng được sơn xanh lá cây ở đầu thẻ, dùng để bắt giữ hoặc ân xá cho tội phạm trong triều Thanh. Loại thẻ xanh này được gọi là lục đầu thiêm.
Loại thẻ thứ tư này đảm bảo sẽ cực kỳ quen thuộc với những ai thích phim cung đấu. Đó chính là tấm thẻ ghi tên một phi tần hay cung nữ nào đó mà vua muốn triệu tập đến hoặc gọi vào thị tẩm. Khi đêm xuống, hoàng đế sẽ quyết định chọn ai là người sẽ ân ái cùng. Mỗi phi tần đều có một thẻ bài màu xanh lục để tên họ. Khi nhà vua ăn tối, thái giám sẽ bày khoảng 10 tấm thẻ này lên để vua chọn. Nếu ưng bị phi tần nào, nhà vua sẽ úp thẻ bài của người đó xuống. Bí mật về những cuộc hôn nhân trong triều Thanh. Trong số các phi tần của Hoàng Thái Cực, ít nhất 3 người có chung dòng máu với nhau, họ hoặc là cháu gái hoặc là dì. Hoàng đế Thuận Trị cũng cưới 4 người phụ nữ là họ hàng, gồm cháu và dì ruột. Hoàng đế Khang Hy cũng có 4 phi tần, đều là con cháu của một gia đình. Hậu cung nhà Thanh được chia như thế nào? Cơ bản, vào thời nhà Thanh, hậu cung được chia làm 8 cấp, cao nhất là hoàng hậu, kế đến là hoàng quý phi và quý phi, dưới đó là các phi tần cấp thấp hơn. Họ ở trong 13 cung điện ở Tử Cấm Thành, với điện của hoàng hậu ở chính giữa. Mỗi hoàng đế có số lượng phi tần khác nhau. Vào thời vua Càn Long, tước hiệu con gái vua đã được đổi thành công chúa chứ không còn là cách cách nữa. Đây cũng là lỗi lớn trong tác phẩm của nhà văn Quỳnh Giao, nhưng vì phim quá nổi tiếng nên lỗi này đã được lờ đi. Thực tế, dưới thời Hậu Kim, cách cách là tên gọi của con gái các vị quốc thân, thân vương, quận vương, bối lạc. Trong suy nghĩ đại chúng, nhiều người có thể hiểu đây là cách gọi nữ quyến nhà hoàng tộc. Nhưng thực chất đây chỉ là xưng hô bình thường ở nữ giới, đặc biệt là con nhà gia thế người Mãn Châu. Hoặc còn có ý nghĩa nữa là chỉ những cô nương đến tuổi cưới gả. Ngoài ra, cách cách còn từng là danh xưng thê thiếp cấp thấp trong hậu cung nhà Thanh. Hoàng đế lúc nào cũng có phi tần bên cạnh. Hoàng đế thực ra không phải lúc nào cũng được phi tần túc trực bên cạnh. Thực tế, hoàng đế triều Thanh thường ăn một mình, ngoài hai bữa chính thì có hai bữa phụ. Nếu không có lệnh của hoàng đế thì không ai được phép ăn cùng. Ngoài ra, các phi tần không được phép ngủ lại cả đêm cùng hoàng đế. Những tín ngưỡng nào được hoàng đế Thanh triều thờ phụng? Có đến hơn 40 địa điểm thờ các vị thần dưới triều đại nhà Thanh. Kể cả ngay trong hoàng cung, mỗi ngày hoàng đế đều sẽ phải dậy từ 5 giờ sáng để bái Phật, tiếp thu giáo huấn tổ tiên. Buổi tối cũng như vậy. Thần Phật được hoàng đế thờ phụng là Đức Phật, Quan Vũ, các vị thần Mông Cổ cổ đại và các nữ thần Mãn Châu. Ngoài ra còn có thiên đàn và địa đàn để hoàng đế làm những lễ tế cầu mưa thuận gió hòa cho nhân dân. Hành quyết lúc nào cũng diễn ra ở ngọ môn. Trong phim Cổ Trang Trung Hoa, các bạn có thể đã từng nghe thấy hoàng đế ra lệnh chém hắn ở ngọ môn. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Không vị vua nào chém đầu người có tội ở đây hết. Những người đó chỉ bị phạt đánh bằng roi. Hoàng đế thường bàn luận chính sự với quan viên ở đâu? Ngày nay, nhiều người nghĩ hoàng đế mỗi ngày đều phải thiết triều ở điện Thái Hòa. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Việc này được diễn ra ở cổng Thiên Đàn rồi chuyển đến cổng Thái Hòa. Đến thời hoàng đế Hàm Phong thì việc này đã không còn được thực hiện nữa. Trong Tử Cấm Thành có tới 1,8 triệu bộ sưu tập. Có hơn 1,8 triệu di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành. Mỗi năm chỉ có hơn 10.000 di tích được trưng bày, đồng nghĩa chỉ có khoảng 2% trong số đó được đưa ra ánh sáng. Từ đây có thể tưởng tượng ra cuộc sống xa hoa mà hoàng đế cổ đại từng sống đổ sộ đến mức nào. Nơi đây có 231 loại bảo vật, mỗi loại đều có số lượng khổng lồ, chẳng hạn như 53.000 bức tranh và 75.000 bức thư pháp. Trong số đó, bản đồ Thanh Minh Thượng Hà Đồ nổi tiếng thế giới là nổi bật hơn cả. Nó được coi là một trong những báu vật và linh hồn của cố cung. Đây là tác phẩm duy nhất còn sót lại của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ vào đời nhà Tống. Có chiều dài 528,7 cm và chiều rộng 25,2 cm ở dạng một bức tranh cuộn dài. Đồng thời được sử dụng phương pháp bố cục phối cảnh phân tán để ghi lại một cách sinh động diện mạo đô thị vào thế kỷ 12 cũng như điều kiện sống của người dân các tầng lớp khác nhau. Trong Tử Cấm Thành có nhà vệ sinh không? Trong thời nhà Minh và nhà Thanh, không có nhà vệ sinh trong hoàng cung. Nếu muốn đi đại tiện, các cung tần phải sử dụng bô. Trong đại điện sẽ dùng một tấm mành hoặc bình phong để ngăn cách với chiếc bô đại tiện. Đồng thời, trên nắp đậy được đổ đầy cho carbon, cho thực vật và hương liệu. Nơi đặt bô được gọi là tịnh phòng, được phân bố ở mọi ngóc ngách trong cung. Những chất thải trong ngày sẽ được các hoạn quan xử lý và vận chuyển ra khỏi cung. Vì vậy, trong Tử Cấm Thành không có mùi hôi. Đến nay trong Tử Cấm Thành đã được xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách du lịch. Mái hiên những tòa nhà trong Tử Cấm Thành có gì đặc biệt?
Thứ nhất, mái ngói ở Tử Cấm Thành được sơn vàng. Theo khoa học lý giải thì màu vàng với diện tích lớn như vậy sẽ tương phản với bầu trời xanh. Đặc biệt trong những ngày nắng chói sẽ khiến bất cứ đàn chim nào bay qua đều chói mắt, bị hạn chế tầm nhìn và mất phương hướng. Bởi vậy nơi đây trở thành khu vực có cực ít đàn chim bay qua, giảm thiểu việc của ấy rơi xuống làm mất đi vẻ tôn nghiêm của hoàng cung. Lý do thứ hai là loại ngói lát trên mái nhà cố cung không phải dạng vừa. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng và được tráng lớp men lưu ly. Cộng thêm độ dốc của mái mà phân chim hay phân côn trùng rơi lên đây cũng sẽ nhanh chóng bị những cơn mưa rửa trôi đi hết. Tử Cấm Thành không sợ động đất 10 độ Richter. Kể từ khi xây dựng xong, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 200 trận động đất, trong đó có trận động đất kinh hoàng nhất vào thế kỷ 20. Vào năm 1976, trận động đất Đường Sơn đã giết chết 240.000 người trong vòng 2-3 giây, phá hủy toàn bộ biên giới phía bắc Đường Sơn cách đó 150 km chỉ trong một đêm. Mặc dù trải qua trận động đất cực mạnh khiến nhiều ngôi nhà bị nứt và sập, nhưng Tử Cấm Thành vẫn bình yên vô sự. Để tìm ra nguyên nhân, các chuyên gia đã sao chép mô hình kiến trúc Tử Cấm Thành, sau đó thử nghiệm mô phỏng trận động đất có cường độ 10,1 độ Richter. Trong cơn địa chấn, biên độ rung lắc của mô hình ngày càng lớn, khiến các viên gạch bên trong lần lượt sụp đổ nhưng phần khung vẫn đứng vững chãi. Sau vài lần thử nghiệm, các chuyên gia đã rút ra kết luận. Nguyên nhân nằm ở các trụ không bị chôn sâu xuống đất và việc không cắm phần gốc này xuống quá sâu đã đảm bảo tính linh hoạt cho tổng thể cung điện, đồng thời không để cột nhà bị gãy đột ngột. Để đảm bảo độ kiên cố của cố cung, thì đấu củng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu, cũng góp một phần vô cùng quan trọng hỗ trợ nâng đỡ mái nhà một cách khéo léo. Kiến trúc này không cần đinh hay bất kỳ một chất kết dính nào, vừa có thể chịu trọng lực và tích hợp chặt chẽ với tòa nhà, vừa có một khoảng không gian linh hoạt. Phần mái kiên cố đóng vai trò là sự cân bằng tổng thể với sức mạnh, làm cho các bộ phận còn lại như được tận dụng lẫn nhau nhằm tiêu trừ bớt gánh nặng. Đây cũng chính là bí mật giúp Tử Cấm Thành sống sót qua vô số trận động đất kinh thiên động địa. Mặc dù hiện nay Tử Cấm Thành được mở cửa cho du khách tham quan, nhưng một điểm đến tại đó vẫn luôn luôn là bí ẩn. Khi vị hoàng đế cuối cùng chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành vào năm 1924, cánh cửa của một trong những kho báu lớn nhất, vườn Càn Long, đã bị niêm phong. Khu vườn được xây dựng bởi hoàng đế thứ tư của triều đại nhà Thanh như một phần trong biệt điện riêng của ông. Ông đã ban chiếu rằng sau khi chết, khu vườn sẽ được giữ nguyên mãi mãi. Các đồ nội thất bằng tre, tranh lụa, đồ trang trí bằng ngọc bích và đồ thủy tinh từ thế kỷ 18 đều được bảo tồn trong trạng thái nguyên sơ. Việc khôi phục bắt đầu vào năm 2008 và khu vườn dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch vào năm 2020.